Bệnh nào? Thằng em rồi, những người cùng em. Những người cùng em. Em ơi, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào các bác nhá. Chào các bác nhá. À, sau đêm nay thì ba anh em chả còn cái gì ăn nữa đâu nhá. À, ba anh em mà thôi thì chả có gì nữa thì ba anh em thấy rủ nhau đi ra suối để bắt cua và bắn tôm nhặt ếch với lại nhặt cua nữa. Thì ba anh em thì cũng được một ngày rồi. Hôm trước thì say rượu quá nên hôm sau thì ai cũng lười lên núi bảo thôi thì đêm nay đi kiếm một ít đồ đã vì không còn gì ăn nữa rồi thì ăn xong thì mai anh em sẽ lại di chuyển đi nơi khác thôi. Anh em sẽ không ở đây nữa. Thôi là chuẩn bị công giết các thứ xong là đi thôi. Anh em đun nồi che lửa nhá. Không có ấm nên là phải đun bằng nồi. Nhiều vào thì mai mới đủ mang đi. Vì như hôm trước thì khát nước quá đi. Ba anh em sẽ di chuyển theo con suối này ra tít ngoài, xong bắt đầu là lại ngược từ ngoài lên. Ba anh em đã đến cái chỗ mà quay trở lại trên kia nhé. Đây là từ đây bắn lên. Đây, con đây đến. Mình bé. Tôi có mình đá chứ, không có chạy ra hả? Chạy kia chỗ này xóa, chỗ này phải chỗ này phải khẩu bóng vây ra. Đứng ơi, dùng cái đế nè, cái đế dài, cái đế chỉ xuống. Đâu rồi? Ừ. Nó cứ sao thế đây rồi? Có gì đây? Con ra đây, đây rồi, đang bay đấy cả. Một con trên này nữa, cái này, đấy. Này cái con, đây cái con, chuẩn bị ăn, con cá đắng ngũ chạy, mấy con, nhiều lắm, nhiều rồi, cái này. Đây kìa. Cái cua vậy ơi. Cua.
Nếu mà ếch đá nhưng mà không phải nhé. Chạy đi. Trời. Chạy à. Có phết. Để chạy. Ừ, không gì nhảy xuống rồi. Vậy ơi, mang về ăn, mang về ăn. Đây đây đây. Đây này. Thấy chưa? Đấy, đem về nướng mà nhắm rượu. Được. Ăn được mà, được. Anh em ăn suốt. Chiều lên lên chiều nào cũng hẹn gặp mà. Cua, con bình thường thôi nhỉ. À, được cái gì toàn được cua. Cá thì chả thấy được. Anh nhặt được không? Hả? Anh nhặt cua nào. Có một con này, nó thấy dùng kỹ này, cho cái ánh đèn này, ừ, này. Đúng rồi. Ôi, đó là đấy chưa? Cái này. Đến nà thằng em rồi, những người cùng em, những người cùng mình. Con cái này trong gầm đá này đây này hết đấy. Bác này trên đường đi thì gặp lá sen nhé, là tiện là cũng hay luôn. Nhớ đến nơi thì đỡ phải đi tìm nữa, rất là tốt luôn mà này.
có còi, cũng không còi lắm đâu. Được. Đúng con ếch cá luôn. Nhưng mà con này không biết có ăn được không, mấy anh em cũng chưa từng ăn bao giờ. Khả năng nếu mà ăn là chắc là được đấy con này. Nhưng mà anh em chưa thử bắt ăn bao giờ đâu nhé. Trên này có một con nữa. Có rất nhiều nhưng mà anh em chưa dám bắt. Vô vàng nhìn chết nha. Kẹp vào. Đây đây hai con. Đây một con rồi này. Hai con. Con to mấy nữa. Bé thì nó chỉ có nhặt không có ăn. Cứ đừng đi chạy đâu. Mắc không à? Chúng ta ví. To chưa? Nhẹ. Mắc sáng. Bắt nó cũng còn chân về bướm này như con nhện ăn này. Nhện này láo thật bướm. Nó đơn bướm con bướm nó đi kiếm ăn thì con nhện nó hành hạ cho. Đây này. Đi, đi xuống. Yeah. Cá trơn này, anh cá trơn chưa này. Đúng cá đắng này vượt qua đây rồi. Cái tôm này. Vô hơi toàn. Vô. Phạm bài vẫn nói là. Nó còn đây nhìn cái đầu thò thò ra như đây chỉ như thế này. Mình đi.
Ôi giời. Sự biến nào chạy trong tàu lái còn đầu dài lùi lại ô con này to đuôi đuôi khỏe quá còn kẹp quá người đi. Bắn treo đấy không trúng đâu, bắn thẳng xuống rồi. Bên dưới. Để cung này, lại cung này bắn này có bắn treo là không ai trúng rồi. Wow. Anh em lấy hoa chuối tí nữa đem về nướng nhé. Để hai em bé na rồi thì nướng hai bé na thì cũng tiện là ủ hoa chuối luôn. Đừng cắt sụp đấy chưa? Làm cái tàu lá đi, cái tàu lá đi đi nhẹ nhẹ đi. Cá đủ cứng. Nó còn tôm to phết thế này. Cái đá này bật cái đá này lên xem nó chốt luôn. Ừ, kìa dễ nhớ hẳn ra đấy. Ừ. Để ngay nhiều của chuối nhiều thật. Ba anh em quay ra hái rau nhé. Bây giờ bắn thế là đủ ăn rồi. Nghỉ ngơi mai còn trên đường lên rừng nữa. Nhiều lắm. Biết con gì kêu ấy. Cái chỉ mà là cái gì. Ba anh em đã quay trở lại về đến ngôi lán nhá. Để là đun lửa nấu ăn thôi, cũng khuê cũng mệt mệt rồi. Đun lửa cho chủ nấu ăn. Đun hai bếp, ba bếp ấy. Đây, còn đây là sản phẩm của đêm nay. Ếch này, cá này, tôm, hai em bé na nữa. Còn có cả dặm cổ lam này, hoa chuối, sen rừng. Tí nữa thì nấu với lại canh ếch. Ếch này chắc phải chia làm hai lần á. Ếch chia làm hai lần nữa. Thì một bữa thì ăn thì phí quá đi. Có ít quả hơi chưa bé tí này chắc nướng với lại bé na luôn. Đây nha, nó sen nấu với thịt ếch với lại cá đây. Đem cua ra suối rửa nhá, cho vào nồi đem đi luộc.
kẹp đi. Con bò. Bò con lửa tốt to lên tí. Chí. Nhưng mấy con cá sồi mình ăn thì nấu hết thôi. Để lại nữa. Đây là ba em cá với lại hai em bé na. Đoạn suối dưới này thì không có bằng cái đoạn từ chỗ mấy anh em dựng cái lán này lên đâu nhé. Đoạn dưới ít hơn, hình như là đoạn dưới cá nó cũng không xuống đoạn dưới mà cá cũng trôi đi hết sao ấy. Cầm răng mà cua đã sôi rồi, vành cho ít nước nhé. Ra là chắc là vành nghĩ là hấp cua ăn thì cho nó ngon hơn. Nó ngon hơn, hấp tươi hơn. Chín đấy nhỉ. Wow. Ủa, cái con chín tốt mình đừng mình tao cái. Bên dưới thì vẫn đang ủ một quả hoa chuối nhá. À, vành nhét đây từ lúc nào em về đây nướng bé na với con cá rồi mới bắt đầu nhìn thấy kêu than ra mới bắt đầu nhìn thấy. Cá chín rồi. Bên đây xong được chưa? Mới đâu nhỉ? Mới bên này nè. Sao này? Ây da! Ui 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 ui. Nó quay được không làm rồi. Tôm với cua, tôm với cua. Nên cả ngày rồi mà giờ tối vẫn còn run tay đi cả. Bên na với lại ba em cá. Mỗi người một em. Những đoạn bên dưới này cũng không có mấy. Này đủ ăn rồi, nhiều, nó ăn gì.
Ở đây. Đây. Ếch nấu cả con. À, cổ vẫy được luôn à? Ôi ôi, liên tục hai bếp liên tục này thì như này được ăn. Cổ lang. Chắc được đấy. Ui giời, mệt rồi. Thứng hết từng con cục thế này được rồi. Được rồi. Đi đi. Tập trung vào ai có múc của ai, nhanh nhanh, còn ăn. Cũng chịu đói. Còn kia kêu đếp tay chứ nhỉ. Có thấy em không một mình này. Có dám đi. Ôi dồi ôi dồi. Thân này. Rồi, bữa ăn của ba anh em đêm nay là chỉ như vậy thôi. Có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Ô, cái bát này sẽ có thiêu thân vào trong cái này. Bỏ đi. Thiêu thân này. Không biết không có tội. Ấy. Kìa. Gọi là ăn đêm. Áp áo 10 toàn thể các bác. Mời đây, ta cả 10 nhá. Sao mình lại đi uống nước, sao mình lại đi uống cái bát này của mình. Nghe còn cạch đấy chưa. À, bác anh này. Sao mình lại đi uống cái bát nước canh chưa. Ê à. Bác anh hôm nay là có đủ chất chua đấy. Đây, tôm đi. Ngon. Thế bị sẵn nữa rồi. Đó đói nhớ uống. Nó thành bằng ngọt đấy. Dạ. Đây dùng tay trái. Run đấy. Cả ngày mà vẫn còn run á. Đây không hay là đi không ăn khuya mà đi ăn đêm thôi mà sợ. Khuya. Ở đây. Út, có chú thân này. Út, đây. Hai mời đây. Đây. Em bị chấm ngập vào. À. À tan này hết chua luôn mà. Đi, ăn đi. Chưa bé na nha. Vâng.
nó nhiều một đoạn. Cho bé na ra nhá. Nhưng mà bạn ăn luôn. Ê. Đẹp lắm. Ừ. Thì ăn bữa nay làm một cơm ạ. Dài phết đấy. Ấy à, con đấy. Ôi. Không phải đơn giản đâu. Bè dưới bè thế này á. Bởi vì lại em không có tay đi bè được. Trời ơi. Em ăn dần. Ê. Không, đoạn kia cơ. Đấy, đoạn này cơ. Như này. Thì mới có tay để cầm này để ăn. Đây. Mời các bác nhá, và mọi người nhá. Rồi, em mời toàn thể các bác nhá. Cảm ơn nhá. Ừ. Đấy, kèm một tí này vào. Ừ. Giòn. Ê. Ui, làm ly đã nhỉ, ngon này. Ừ. Uống ăn cua vậy. Ừ. Ấy à. Ừ. Đúng đấy. Đây, sao có cơn mưa ấy nhỉ. Tôi mình chọn nha. Ai nhặt con nào thì nhặt con đấy nhá. Hết cần tài. Luộc lâu quá. Ít nước. Ai bảo lúc đầu thì ta bảo cho nhiều nước, gọi là mang đi kho đi. Ta phải hấp cái kiểu đấy nhá. Mang đi hấp đi nhỉ. Ôi, thì xinh thì nhặt lên thử thôi thì ăn con này vậy. Con này bình thường, không đến nỗi lắm. Mở con này nè. Béo. Nhìn ít mà ấy nhỉ, ăn từng con một thì cũng lâu phết nhỉ, lâu hết nhỉ. Có bé, nếu mà to thì cả mấy con, bé nhiều con. Rất to mà bằng ngón tay cái, bằng ngón chân cái ấy nhỉ. Mấy con thì bà mẹ găm một lúc chắc cũng hết hả? To nó cũng chất lượng, bé, bé mà chất lượng. Đấy, một con ly. Lại to mà tưởng bằng muốn bé này như này, cái mâm này các bạn không dựng thế à. Úi, con này càng ngày càng bị gấn rồi. Mưa ướt rồi, nó sợ à. Thôi nhờ, chắc là ba anh em mình chắc cũng tạm dừng video đây thôi nhờ. Thì ba anh em mình hoặc là ban nhân mình tích tắc sau rồi thì ban nhân mình cũng xin phép chào các bác ạ, xin hơn đến ngắn quá. Thôi
Em xin phép chào tạm biệt các bác và mọi người nhé. Chắc là ba anh em sẽ dừng video đấy thôi, vì ngồi cũng khá lâu rồi, tí nữa ngồi lâu quá đến lúc nhớ đến thì là lưới lại ngắn như, như cái bật lửa ấy thì không nói được. Em chào toàn thể các bác mọi người nhé. Tạm biệt các bác nhá. Trời ơi, hiện tại giờ đang mưa. Sau đi về hướng nào tính sau. Ngồi cũng ngồi được. Cắt thì nhiều mà.